Em xin chào tất cả mọi người. Đây là một sản phẩm của nhà em, đó chính là mùi tướn. Sắp đến Tết rồi, nhà em về rất là nhiều và cũng có rất là nhiều anh inbox hỏi em để mua mùi tướn. Nên là nhà em nhập về rất là nhiều phục vụ các anh. Mùi tướn các anh ngâm từ bây giờ, sau một tháng là các anh có thể có một bình rượu để mời khách trong dịp Tết rồi đấy ạ. Rượu này nhà em đã ngâm khoảng 2 tháng nên mọi người có thể nhìn thấy lên màu rất là đẹp, mùi rượu thơm, không bị nồng, uống rất dễ. Nên là mọi người có thể mua về để sử dụng nhé. Các anh mua hàng thì có thể inbox trực tiếp cho em hoặc là để lại thông tin ở dưới phần bình luận của video này thì em sẽ chủ động liên lạc lại với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.